Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của em ngày hôm nay. Và ở trong video này thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để lên một cái chiến dịch quảng cáo ở trên TikTok. Đó, thì khi mà anh chị đã chuẩn bị sẵn những cái video và tiêu đề cho video thì anh chị sẽ cần phải tải lên trên profile TikTok của anh chị. Đó. Và khi mà anh chị tải lên rồi thì anh chị sẽ lựa chọn ở trong chỉnh quản lý quảng cáo. Và sau đây là em sẽ hướng dẫn cho anh chị từng bước để anh chị có thể là tạo một chiến dịch quảng cáo cơ bản với mục tiêu chiến dịch là xem video nhá, xem video nhá. Rồi ok. Ở đây thì anh chị sẽ khi anh chị truy cập vào tiktok.com, đầu tiên anh chị sẽ cần truy cập vào tiktok.com và anh chị sẽ đăng video lên. Đó, nếu như anh chị đăng ở trên điện thoại thì cũng được, không sao cả. Ở đây thì em đang làm video hướng dẫn, em sẽ lựa chọn ở trên máy tính để em hướng dẫn cho anh chị dễ hiểu hơn nhá. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần xem hồ sơ của chúng ta. Khi mà chúng ta đã truy cập tới giao diện của tiktok.com này thì anh chị sẽ bấm vào phần cái hình đám mây với mũi tên trỏ lên này. Đó, tải video lên. À, sau đó là anh chị sẽ lựa chọn cái video mà anh chị muốn tải lên. Ví dụ như ở đây em sẽ lựa chọn vào video quảng cáo của em, và em có những cái định dạng khác nhau. Ví dụ như là ở đây anh chị sẽ cần phải lựa chọn những cái định dạng ở trên TikTok, ví dụ như là những cái định dạng ngang, định dạng vuông hoặc là định dạng 16:9. Ở đây xem em sẽ lấy cái định dạng video là 16:9, em sẽ lấy một cái ví dụ là video này đi. Đó. À, sau đó là em sẽ cần phải đặt tên cái tiêu đề. Ví dụ như ở đây tiêu đề ở đây thì em sẽ để là làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn. Anh chị có thể là để những cái tiêu đề mà liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của anh chị. Đó, ở đây thì em sẽ để là làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn. Đó. Rồi sau đó là anh chị có thể là tắt cái bình luận này đi, hoặc là anh chị cũng có thể để lại. Tuy nhiên ở đây là em sẽ tắt đi. Rồi em sẽ lựa chọn những ảnh thu nhỏ này. Đó, lựa chọn ảnh thu nhỏ để ảnh một cô bé khá là xinh này ở đây thì có thể là sẽ cuốn hút hơn. Hoặc là những cái ảnh nào mà nó gây sự tò mò, gây sự chú ý thì anh chị sẽ lựa chọn nhá. Hoặc là ở đây em có thể lựa chọn một cái bạn đang ngồi gần cái thùng hàng này. Ở đây thì nó khá là khó chọn, thì anh chị có thể là chụp ảnh màn hình và up lên. Tuy nhiên ở trên này thì nó sẽ ở trên máy tính thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn ở đây. Nó cứ bấm đi bấm lại nó sẽ ra thôi. Sau đó anh chị bấm vào nút đăng. Rồi ở đăng sau khi đăng ở đây thì chúng ta đã có thể là lên cái chiến dịch quảng cáo trên chỉnh lý quảng cáo rồi. Với cái giao diện cũ ngày trước thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt một số cái tính năng ở trên TikTok. Tuy nhiên ở đây thì khi mà anh chị đã liên kết cái tài khoản TikTok với lại cái tài khoản quảng cáo thì anh chị có thể là sử dụng luôn. Rồi ở đây thì để lên được một cái chiến dịch thì anh chị sẽ quay sang chỉnh quản lý quảng cáo của TikTok. Sau đó anh chị sẽ bấm vào grid. Ở đây thì em sẽ lựa chọn đổi sang tiếng Việt nhé. Rồi, đổi sang tiếng Việt. Sau đó là chúng ta sẽ lựa chọn vào phần tạo quảng cáo. Rồi, bấm vào tạo này. Rồi, ở đây thì em hướng dẫn anh chị cái mục tiêu chiến dịch là xem video. Thì em sẽ lựa chọn là số lượt xem video này. Đó, nó có rất là nhiều mục tiêu chiến dịch khác nhau. Em sẽ lựa chọn là xem video, ví dụ như ở đây là em để là xem video đi. À, em sẽ đặt tên là xem video thôi. Rồi, ngân sách tối thiểu, ví dụ như ở đây nếu như anh chị để cái ngân sách hàng ngày ở đây thì anh chị sẽ để là ngân sách đây là hàng ngày nhá, thì anh chị để tối thiểu là 500.000. Đấy, ngân sách tổng thì anh chị sẽ để cũng tối thiểu là 500.000 nhá. Rồi ở đây thì em sẽ không giới hạn này, em lựa chọn vào không giới hạn để em để ngân sách nhóm. Ở đây là ngân sách chiến dịch. Nó cũng tương tự như Facebook thôi. Tất cả các nền tảng khác nhau thì nó đều có những cái cấu tạo, cái cấu trúc chiến dịch quảng cáo tương tự như nhau. Đấy, anh chị cũng có thể là dễ hiểu về phần này hơn. Sau đó khi chúng ta tích vào không giới hạn, chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục để sang phần nhóm quảng cáo. Ở phần nhóm quảng cáo này thì anh chị sẽ cần đặt tên nhóm, ví dụ như là nhóm 1 này hoặc là nhóm target gì đó. Thì anh chị sẽ để tên nhóm ở đây, ví dụ như em để là nhóm target đi. Rồi ở đây thì khi xem video thì em chỉ mong muốn là nó hiển thị trên TikTok thôi, và cái mục tiêu chiến dịch xem video này thì nó chỉ hiển thị trên TikTok thôi. Anh chị có thể để đây. Nếu như anh chị muốn tắt cái bình luận của người dùng đi, anh chị có thể bấm vào nút tắt ở đây đi. Đó, và không cho họ tải video xuống thì anh chị sẽ tắt cái nút này đi. Rồi, đến phần nhắm mục tiêu. Nhắm mục tiêu này thì phần đối tượng này là đối tượng tùy chỉnh thì anh chị cần phải tạo trước. Đó, anh chị sẽ cần phải tạo trước những cái đối tượng ở đây. Đấy, đối tượng loại trừ cũng vậy. Tuy nhiên đây là chúng ta sẽ chạy xem video với mục đích là để tiếp cận tới khách hàng mới và trao giá trị cho họ, thì chúng ta cũng chưa cần loại trừ.
Đó, và vị cái địa điểm này ở đây thì anh chị có thể lựa chọn cái thành phố của anh chị bằng cách bấm vào kéo xuống phần Việt Nam và lựa chọn cái thành phố mà anh chị muốn quảng cáo tới. Ví dụ như ở đây là em sẽ lựa chọn một cái chiến dịch nhắm tới đó là Hà Nội chẳng hạn, hoặc là Hồ Chí Minh. Các anh nhắm tới Hà Nội này, Hồ Chí Minh này. Đó, em sẽ lựa chọn hai này. Và sản phẩm của anh chị độ tuổi bao nhiêu thì anh chị sẽ lựa chọn vào, giới tính là nam hay nữ thì anh chị sẽ lựa chọn. Ví dụ như là em sẽ lựa chọn là nữ, và giới tính độ tuổi là em sẽ lựa chọn là 25 đến 34. Đó, ví dụ là như vậy. Và cái phần ngôn ngữ này thì anh chị có thể target thêm đó là ngôn ngữ về tiếng Anh, tiếng Việt gì đó thì anh chị để đây, tuy nhiên đây em sẽ để là không giới hạn. Đó. Tiếp đó là phần nhắm mục tiêu sở thích này. Đấy, thì anh chị sẽ thêm cái mối quan tâm ở đây. Ví dụ như đây là em sẽ thêm vào cái phần chứng khoán chẳng hạn. Đấy, anh chị có thể test và nghiên cứu thêm, lựa chọn thêm ở đây. Đó, và ở đây thì em sẽ xóa đi. Không biết đang báo lỗi. Ở đây thì em sẽ lựa chọn một cái là chăm sóc đi, xem nó có bị báo lỗi không nào. Ok, ở đây đang báo lỗi gì đây? Ok, cái này tạm thời bỏ qua về phần target này nha. Ở đây thì em hướng dẫn cũng rất là dễ hiểu rồi. Anh chị có thể thêm bớt vào những cái sở thích và hành vi. Đó, ở đây thì em khi mà em chạy xem video thì em cũng chưa cần là phải nhắm mục tiêu chi tiết quá. Tại vì TikTok thì nó có cái pixel rất là tốt, nó học rất là tốt. Khi những người mà xem quan tâm tới thì nó sẽ tự reach tới những người tương tự như vậy. Và cái hành vi của nó tốt hơn Facebook với lại Google rất là nhiều. Anh chị có thể là làm đúng cái chủ đề của anh chị thì nó sẽ thì TikTok nó sẽ tối ưu cho anh chị về phần tiếp cận nhá. Ở đây ngân sách thì anh chị sẽ lựa chọn, em sẽ test là ngân sách 200 nghìn đi. Đó. Về phần thiết bị này thì anh chị có thể là lựa chọn thêm này, nâng cao thêm này. Đó, anh chị có thể chạy cho những người chỉ dùng iOS thôi. Đấy, thì anh chị lựa chọn vào đây mẫu thiết bị này. Đó, anh chị có thể lựa chọn rất là nhiều tính năng và nó chỉ sử dụng cho 4G chẳng hạn, hoặc là chỉ bắt wifi thôi chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên đây là em để mặc định là để cho nó không giới hạn và không tối ưu gì thêm, không chọn gì thêm. Đó. Và tới cái phần giá thầu này. Đó, ở đây thì anh chị sẽ có thể lựa chọn là xem 2 giây hoặc xem 6 giây. Ở đây thì em sẽ lựa chọn là xem 6 giây này. Và anh chị có thể là đặt cái chiến lược giá thầu. Đấy, tuy nhiên ở đây thì em đang để cái chi phí là mức thấp nhất để cho TikTok nó tối ưu cho em. Để em có thể là biết được cái số tiền bao nhiêu. Để em có thể lần sau video em có thể là đặt cái chiến lược giá thầu ở đây. Đó. Rồi anh chị có thể bấm vào view xem thêm này. Đó, ở đây thì chúng ta lựa chọn vào đây và đọc thêm một chút. Anh chị có thể đọc thêm một chút ở đây. Sau đó là anh chị sẽ bấm vào tiếp theo. Và đến phần quảng cáo thì ở đây anh chị có thể đặt tên quảng cáo ở đây này. Đấy, ví dụ anh chị đặt tên quảng cáo ở đây. Sau đó là anh chị sẽ lựa chọn cái phần sử dụng tài khoản TikTok để phân phối này. Đó, lựa chọn đây. Khi mà anh chị đã liên kết cái TikTok của anh chị vào tài khoản quảng cáo, tuy nhiên là anh chị chưa chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp, tài khoản business, thì ở đây nó sẽ có một cái thông báo là yêu cầu anh chị kết nối chuyển đổi sang business, thì anh chị sẽ chỉ cần bấm bấm vào cái nút màu xanh và sau đó là nó sẽ chuyển cho anh chị sang cái giao diện giống như em ở đây. Đấy, anh chị sẽ chỉ cần làm như vậy. Và nếu như mà anh chị chưa liên kết và anh chị muốn sử dụng những bài đăng được ủy quyền ở trên TikTok thì anh chị sẽ vào kênh YouTube của em, thì em cũng đã có một cái video hướng dẫn cho anh chị để cài đặt cái tài khoản TikTok cũng như là lấy cái mã code để anh chị có thể sử dụng cái bài đăng ủy quyền này. Đó, ở đây thì em chưa có và em đang hướng dẫn anh chị là cái sử dụng tài khoản của mình để có thể là chạy quảng cáo và không sử dụng cái code và cái bài đăng được ủy quyền này nữa, tại vì nó tốn rất là nhiều thời gian. Anh chị cứ đăng lên và anh chị sẽ lựa chọn đây là anh chị có thể là chọn được bài video quảng cáo rồi. Đấy, ok. Ở đây thì đến bên dưới anh chị sẽ lựa chọn những bài đăng ở trên TikTok. Ví dụ như em vừa đăng một cái video ở đây, em sẽ lựa chọn nó. Đấy, sau đó là xác nhận. Rồi, ok, ở phần dưới này thì đây là mục tiêu chiến dịch xem video thì nó sẽ không có những cái đường link hay là gì đó ở bên dưới. Anh chị có thể bấm vào trang đích đến này, bấm vào này. Đấy, thêm đường link vào đây. Nếu như mà anh chị không muốn thêm thì anh chị tắt ra đi. Anh chị muốn thêm thì thêm nó vào. Chẳng hạn ví dụ như ở đây thì em sẽ để là 5ngày.com chẳng hạn. Đấy, ví dụ là như vậy. Ok, ở đây thì em đang test nha để cho nó quét một chút. Rồi. Và ở cái phần kêu gọi hành động này thì TikTok nó mới cập nhật rất là hay. Nó cho chúng ta lựa chọn cái kiểu kêu gọi hành động tự động này. Đấy, và tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ lựa chọn được một thôi.
Đó, thì nó sẽ hiện thị sang bên phải này, anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đó, nếu như anh chị lựa chọn động này, anh chị có thể là chỉnh sửa tùy chọn này, và anh chị có thể lựa chọn tất cả, hoặc là anh chị có thể để những cái nút kêu gọi hành động theo ý muốn của mình, ví dụ như ở đây tìm hiểu thêm này, bỏ cái áp dụng ngay này, bỏ cái đặt ngay này, bỏ cái mua ngay này, đấy, bỏ cái đọc thêm này, bỏ cái liên hệ này, đấy, thì nó sẽ TikTok nó sẽ tự tối ưu tới những người nào mà thích như cái kiểu kêu gọi hành động nào thì nó sẽ hiển thị như vậy. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, ở phần dưới này thì anh chị có thể là tích vào đây để cho hiển thị những cái bài của anh chị lên trên cái trung tâm sáng tạo của TikTok nhá. Ở đây thì em không lựa chọn. Đấy. Và phần tracking này thì anh chị có thể là lựa chọn và tìm hiểu thêm về phần cài đặt theo dõi qua bên thứ ba. Ở đây thì em không hướng dẫn anh chị cái phần này, cái phần này nó chuyên sâu hơn một chút. Đó, sau khi xong thì anh chị sẽ chỉ cần bấm vào nút gửi, hoặc nếu như mà anh chị muốn test các định dạng video khác nhau thì anh chị có thể bấm nhân bản ở đây và anh chị tải nhiều video lên trên trên tài khoản TikTok của anh chị, sau đó anh chị đã lựa chọn những video khác nhau ở đây nhá. Rồi ở đây thì sau khi xong thì anh chị sẽ bấm vào gửi là anh chị đã có thể lên được một cái chiến dịch quảng cáo rồi. Ok, và nếu như mà anh chị đã nhận cái tài khoản quảng cáo miễn phí của em và anh chị muốn chạy quảng cáo thì anh chị hãy chat ở trên nhóm Zalo của em nhé, để em hỗ trợ cho anh chị về cái phần lên chiến dịch quảng cáo cũng như là làm thế nào để có cái ngân sách ở trong tài khoản quảng cáo của anh chị nhé. Ok, hẹn gặp anh chị ở những video tiếp theo của em. Tạm biệt.